Cảm ơn. Bây giờ mọi người đây hen, tôi vô lấy gà cho mợ ăn. Dạ. Món bổ đó con, con ráng ăn nha. Dạ. Út Lành nè. Dạ. Múc gà ác cho mợ Lam á, sẵn múc thêm súp bí đỏ cho mợ luôn nha. Dạ không biết rồi. Thôi mẹ ơi, ăn gà ác đã bổ lắm rồi, ăn thêm súp bí đỏ nó mập lắm. Có sao đâu con, ăn nhiều mới bổ chứ. Con á, có bầu tháng này là tháng thứ tư rồi đó. Mà mẹ thấy con như vậy là ốm lắm. Mẹ không khỏe thì làm sao mà con khỏe được chứ. Mẹ đừng có lo cái đó đi. Thật ra là khi có thai thì con đã chuẩn bị hết rồi. Con đọc rất nhiều tài liệu, rất là nhiều sách báo. Người ta nói á, phụ nữ có thai không có nên ăn nhiều dưỡng chất quá. Chỉ cần đủ dưỡng chất, đủ vitamin là đủ rồi. Nếu mà ăn nhiều quá thì rất dễ bị béo phì. Mà béo phì á, sẽ gây ra là tim mạch, rồi tiểu đường. Mà tất cả những cái đó sẽ gây hại cho thai nhi luôn. Con dâu nó nói cũng phải đó em. Chủ yếu là mạnh khỏe, chứ cái thai lớn quá cũng đâu có tốt đâu. Con nè, cứ ăn đi, ăn được bao nhiêu thì ăn, ăn vừa đủ thôi ha. Dạ. Đúng rồi mợ, ăn vừa đủ thôi, chứ ăn no quá hả, ói ra hết uổng lắm. Đem vô bếp đi. Ủa sao kỳ vậy ba? Mày không nghe mợ Lam mày nói hả? Khi mà không muốn ăn á thì khỏi ép. Thử coi ai ép uổng mày á, mày chịu nói không? Vậy là sao? Mợ Lam mày á, học cao hiểu rộng, đi ra ngoài đường nhiều, thì làm sao mà không biết tự chăm sóc mình được chứ. Đem vô đi. Dạ. Thôi để đó đi. Em à, đã mang ra đây rồi thì để đây đi. Phải đó, cứ để đó đi, em ăn hết cho. Con về rồi đây. Tài xế của gia đình về rồi đây. Thôi mình ăn cơm nha, chào ba mẹ. Mẹ bây giờ ăn cơm luôn hả? Cả nhà ăn đi, tôi ăn không vô. Thôi tụi con ăn đi, để ba ra ba chịu trận giùm cho. Bộ có chuyện gì hả vợ? Em chẳng biết nữa. Thôi để em ăn luôn đi cho nó xong nhiệm vụ. Ăn từ từ thôi, bị nghẹn bây giờ đó. Lam. Bà xã. Lam. Ăn từ từ thôi. Để em ăn đi, mệt quá. Lam. Mà chuyện gì vậy? Lam bị la. Nghe anh nói nè, em cũng thiệt tình nữa. Mong con nó về từng phút, rồi giờ nó về, em chỏng chảnh vậy. Hỏi sao mẹ và con cứ có chuyện không vui hoài. Anh nói như vậy là có cái ý gì chứ? Ủa, em lo cho nó mà. Mà nó trách em, nó nói là em ép nó, nó bỏ đi. Thử hỏi ai làm sao mà dám nữa chứ. Không phải đâu, rõ ràng là em vẫn làm theo ý của mình. Em ép nó ăn là ăn cho nó hay là ăn cho em hả? Đúng rồi, thì em cũng nói là không phải là ăn cho em. Vậy thì em cũng phải hiểu cái chuyện ăn uống là phải theo nhu cầu chứ. Em ép như vậy thì ai mà ăn cho nổi. Nhưng mà bây giờ nó đang có thai, nó không ăn uống như bình thường được. Thời của mình khác tụi nó em à. Bây giờ tụi nó có biết bao nhiêu thứ thực phẩm bổ sung cho bà bầu, miễn là đầy đủ chất dinh dưỡng là được rồi.
chứ béo phì cũng đâu có tốt đâu. Nè, em không cần lo cháu nội của em suy dinh dưỡng đâu. Anh biết là em thương con thương cháu, nhưng mà nếu làm quá thì tình thương trở thành gông cùm, không có tốt đâu. Em hiểu không? Còn Lam, nó không phải là đứa khù khờ, nó cũng biết thế nào tốt cho con nó mà. Hả?